Chào tất cả các bạn của kênh Mẹ Mình Thập Lục nha. Hôm nay mình có một cái chuyện rất là vui, muốn chia sẻ đến tất cả các bạn để cùng vui với mình thôi các bạn. Mình nhận được một giải thưởng, nói đúng hơn là quà tặng từ trung tâm Thúy Nga Paris by Night các bạn. Một cặp vé xem chương trình thu hình trực tiếp show Thúy Nga Paris by Night 136 kỷ niệm 40 năm thành lập Thúy Nga Paris by Night. Chương trình diễn ra tại Bangkok vào cuối tuần sau. Trung tâm Thúy Nga có tổ chức một cái gọi là cái cuộc thi, cái mini game nhằm là khuyến khích tất cả các quý khán thính giả của Trung tâm Thúy Nga viết bài cảm nhận về cái hành trình 40 năm thành lập Trung tâm Thúy Nga tại hải ngoại, và đặc biệt là hành trình 40 năm của Thúy Nga Paris by Night. Thì thực sự ra là lúc đầu mình cũng đắn đo lắm, mình không có muốn tham gia cái chương trình. Và tuy nhiên cuối cùng thì mình cũng đặt bút, mình viết một cái bài cảm nhận. Chắc có lẽ là cũng 6 trang giấy các bạn, 6 trang giấy. Ban đầu thì Trung tâm Thúy Nga thông báo là giải thưởng là một cặp vé xem show ghi hình trực tiếp Thúy Nga Paris by Night 136. Tức là chỉ có một giải nhé, duy nhất thôi các bạn. Tức là bao nhiêu bài gửi về thì không biết, nhưng chỉ có người, một người được cái giải thưởng là một cặp vé thôi. Nhưng cuối cùng thì theo lời của cô Marito, tức là cô Tô Ngọc Thủy đó, thông báo là tất cả những ai tham dự cái mini game này thì trung tâm đều dành tặng mỗi người tham dự một cặp vé xem thu hình trực tiếp. Thực sự khi nhận được cái thông tin này, mình rất là vui. Vì trong đầu của mình cũng đã sắp xếp để mình đi xem chương trình Thúy Nga Paris by Night 136 tại Bangkok rồi. Nhưng đang trong cái giai đoạn chuẩn bị là chờ bán vé xem show, rồi đăng ký vé máy bay, khách sạn, vân vân. Vì với show thu hình của Thúy Nga thì nếu tính cái thời điểm tuần sau mình đi xem show, nếu mình tham gia là tới 3 lần. Lần đầu tiên năm 2018 tại Singapore, Thúy Nga Paris by Night 130. Và năm vừa rồi tháng 10 mình đi xem Thúy Nga Paris by Night 134. Và bây giờ là cuốn 136. Mình nói là bằng mọi giá mình phải đi xem show lần này. Vì có thể đây là lần cuối cùng Thúy Nga ghi hình tại khu vực các nước châu Á. Chứ còn đi qua Mỹ thì rõ ràng là mình biết chắc là mình không đi được. Cho nên là mình quyết tâm mình đi xem show. Nhưng mà không ngờ có cái mini game show này, mini game này, và mình tham dự. Thì cuối cùng thì Trung tâm Thúy Nga quyết định tặng mỗi người tham gia game một cặp vé. Mà các bạn biết cặp vé có giá trị như thế nào hay không? Mình không biết là những cá nhân khác nhận được cặp vé thì cái vị trí vé nó như thế nào, nó có cái sự khác biệt gì về hay không. Vì cô Marito có thông báo là đọc đã xem qua hết tất cả những cái bài tham dự, thì không biết có cái gì khác biệt trong cái giải thưởng hay không, hay là cái quà tặng hay là không. Mình nhận được cặp vé có giá trị là 850 đô cho một ghế, tức là mình nhận được hai vé, tức là hai ghế, thì tổng cộng cái giá trị giải thưởng hay là cái quà tặng mình nhận được là 1.700 đô la Mỹ các bạn. Nó tương đương một cái vé là 20 triệu. Vị trí ngồi là vị trí VIP các bạn, rất là gần sân khấu và vị trí rất là đẹp. Thì thường vé VIP thì bao giờ là vé cũng đắt, và cái vị trí ngồi cũng rất là đẹp. Thì
Thực sự ra là mình cũng không có ngờ là mình có được cái quà thưởng nó như vậy. Thì thông qua cái clip này, mình cũng cảm ơn Trung tâm Thúy Nga, cảm ơn Thúy Nga và Rivenai đã rất là ưu ái và cũng rất là hào phóng khi gửi tặng riêng mình một cặp vé và gửi tặng cho những người có tham gia cái game này những cái cặp vé khác, và hẹn gặp nhau tại Bangkok vào tuần sau. Mình sẽ ghi nhận lại, ghi hình lại những cái clip trong quá trình mình đi tham dự show để chia sẻ với các bạn. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Trung tâm Thúy Nga và chia vui cùng tất cả các bạn.